review đạt mốc 3 triệu nhận combo Lựu Phẫn Nộ, bom keo ấn vương cốt và bộ chiến vương VFL vào ngày 16 tháng 10. Skin Katana tình yêu được nhận miễn phí tại website event. Vận may đến rồi, từ ngày 10 đến ngày 16 tháng 10. Đây là tôi, lãng tử hào hoa. Cô ấy là Minh Anh, ánh sáng của cuộc đời tôi. Tôi nguyện làm mọi thứ vì em. Đơn giản. Ủa? Gì vậy? Tôi xong rồi. Con đồ bỏ cuộc. Hả? Thời lượng rồi. Ô, trời có mưa đâu. Ô, bác gấu. Trời ơi, son của tôi đâu rồi? Đừng lo. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi. Đừng như anh ấy, hãy chọn việc dễ hơn mà cả hai đều vui. Cùng đón xem chung kết giải đấu Yomot VFL Summer 2022 vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 10 để nhận vô quan phần quà cực hot từ Refi, bộ chiến vương VFL, bấm keo ấm vương cốt, Lựu Phẫn Nộ và vô quan phần quà hấp dẫn. Đón xem chung kết quốc gia Yomot VFL Summer 2022 vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 10 2022 trên các kênh sóng của huyền thoại sinh tồn Refi Esports để có cơ hội sở hữu những phần quà hấp dẫn. Đặc biệt, trang phục chiến vương VFL vô cùng xịn sò. Ấn đăng ký ngay và bật nút chuông thông báo của huyền thoại sinh tồn Free Fire Esports để cập nhật những thông tin thú vị và hòa mình vào những trận đấu Esports đỉnh cao.